Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp cho dù thất bại cũng không quan hệ tìm được nguyên nhân, điều chỉnh luyện chế sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần không trần chờ, hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào hỏa diễm 12 màu. Lúc này biển lửa thôn phệ vô số oan hồn thôn phệ nhìn như rất nhanh nhưng bất kỳ khâu nào cũng trải qua bạch tiểu thuần tính toán vô số lần mới có kết quả theo thời gian trôi qua. Oan hồn chung quanh bị dung hợp trên hỏa diễm 12 màu có thêm màu sắc mới, nhưng vào lúc này nó sinh ra bất ổn rất mạnh mặc cho bạch tiểu thuần điều chỉnh thế nào cũng không có tác dụng. Mặc dù không có tan vỡ nổ tung nhưng cũng dập tắt. Bạch tiểu thuần cau mày, hắn thử lại lần nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lại trôi qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần đã thử luyện chế mấy mươi lần nhưng đều thất bại, hắn đều cẩn thận suy tư nguyên nhân sau đó luyện chế. Thời gian dần qua, hắn dần dần nắm chắc luyện chế Hỏa Diễm 13 màu, cho tới ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ liền ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mắt của hắn đầy tơ máu nhưng tinh thần vô cùng tốt, hắn hít thở dồn dập và mang theo chờ mong. Đây là vấn đề cuối cùng cũng bị ta hóa giải, lúc này nhất định thành công. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, có nhiều oan hồn bay ra khỏi hồn tháp, không đợi bay lâu, Bạch Tiểu Thuần luyện thành hỏa diễm 12 màu, tiêu đốt dung hợp xong, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú. Thậm chí thân thể xuất hiện hư ảnh trùng điệp, linh thức bạo tăng, thời gian dần qua, hỏa diễm 12 màu xuất hiện thêm màu mới. Trong nháy mắt xuất hiện màu mới, tiếng nổ ngập trời sinh ra. Hỏa diễm nóng bạo tăng hơn lúc trước mấy chục lần khuếch tán tám phương, nơi như tạo thành hỏa diễm phong bạo những phạm nhân nơi xa đều hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần chút nào. Ngay cả những trọng phạm bị giam trong đầu lâu cũng hoảng sợ nhìn sang. Bởi vì bọn họ cách bạch tiểu thuần không xa, vì vậy có thể nhìn thấy cấm chế bên kia, trong một lao ngục gần vị trí của bạch tiểu thuần, một lão giả đang ngồi ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn còn có cái bớt đỏ, ánh mắt tảo sáng, nếu như có lính canh ngục nhìn thấy cảnh này sẽ giật mình. Phải biết rằng trọng phạm bị giam giữ trong nơi này, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn, không có khả năng còn tu vi, lão già trước mặt lại phát hiện bạch tiểu thuần luyện chế hỏa diễm 13 màu. Đây mới là việc đáng sợ. Lão giả này chính là người đội trưởng tùy ý chỉ cho Bạch Tiểu Thuần, là kẻ chọc giận cự quỷ vương, là lão giả bớt đỏ bị nhốt vào nơi này hơn 200 năm. Ánh mắt của hắn tỏa sáng sau đó nhắm lại tiếp tục ngồi xuống, dường như hỏa diễm 13 màu cũng chỉ làm hắn hơi liếc mắt nhìn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết được khí tức của hắn nặng nề cẩn thận siết chặt bàn tay. Hành động của hắn làm biển lửa bộc phát ầm ầm, không ngừng bị áp xúc lúc này trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại một đám hỏa diễm 13 màu thật nhỏ. Thành công, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trong mắt mang theo thần thái vui mừng, thông qua bút ký của Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần đã đoán được tranh lệch giữa hỏa diễm 13 màu và 14 màu không lớn. Cho dù là cùng cảnh giới, chỉ có hỏa diễm 15 màu mới là cái hào rộng. Một khi luyện chế hỏa diễm 10 màu sẽ từ hoàng phẩm nhảy lên huyền phẩm. Mà luyện hồn sư huyền phẩm có tư cách trở thành nội tình căn bản của đại thế gia. Dù sao hồn tu đều muốn đột phá nguyên anh đại viên mãn bước vào thiên nhân tiêu chuẩn thấp nhất là vật phẩm luyện linh 15 lần thông qua vật phẩm cảm ngộ thiên địa đạt được một phần vạn khả năng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hỏa diễm 14 màu, hôm nay ta có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần kiên định. Hắn có ý định luyện chế hỏa diễm 14 màu, lại qua nửa tháng, tóc Bạch Tiểu Thuần tán loạn, hắn sắp điên rồi, vào thời khắc mấu chốt, nửa tháng qua thất bại làm hắn đột nhiên tăng mạnh. Tối đa còn 5 lần, ta nhất định sẽ thành công bạch tiểu thuần đỏ mắt vỗ hồn tháp lúc này oan hồn bay ra ngoài bạch tiểu thuần nhíu mày hắn phát hiện hồn quá ít lúc này trợn mắt há hốc mồm không còn bạch tiểu thuần sửng sốt hắn nhớ rõ bản thân lúc trước có rất nhiều lúc này ngây người hắn nở nụ cười khổ biết mình hao phí quá lớn không để ý nhịn không được bạch tiểu thuần buồn nản thở dài nội tâm gấp gáp nhớ tế oan hồn tại trường thành lúc trước đáng tiếc năm đó ta giao oan hồn cho trường thành đổi chiến công vừa nghĩ tới bản thân lúc trước làm việc ngốc nghếch bạch tiểu thuần hối hận không thôi. Đám phạm nhân nhiều năm của khu đinh đều bị ta cậy miệng ta giao tin tức cho Chu Nhất Tinh. Có lẽ hắn thu hoạch không ít, cũng được ta ra ngoài một chuyện ngoại trừ việc Chu Nhất Tinh nhìn xem có thể mua thêm oan hồn trở về Hia không. Nội tâm bạch tiểu thuần suy nghĩ, mặc dù oan hồn không còn, hồn dược trong túi chữ vật lại không ít. Hơn nữa thành cự quỷ này, ta chưa đi dạo khắp nơi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Hắn hóa thành hào quang bay ra khỏi lao ngục, hắn cầm lệnh bài thân phận lính canh rời khỏi Ma Lao, sau khi bay ra khỏi mắt trái con rùa đá, lệnh bài thân phận tỏa hào quang sáng ngời. Cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần bay lên trên, lúc lao ra khỏi mặt nước cũng là buổi trưa, toàn bộ thành cự quỷ vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài sông bảo vệ thành còn có không ít người mặt nước nổ vang đưa tới không ít hồn tu chú ý lúc bạch tiểu thuần bay ra khỏi mặt nước làm mọi người sững sờ cũng ý thức được thân phận của bạch tiểu thuần dù sao sông đào bảo vệ thành xuất hiện bình thường đều là người ma lao là người ma lao ma lao ma lao đối với đa số hồn tu thành cự quỷ mà nói là nơi cực kỳ kinh khủng lúc này cả đám thu liễm tâm thần rời ánh mắt nhìn chỗ khác thậm chí bạch tiểu thuần bay ra khỏi sông bảo vệ thành bầu trời xa xa có đội tuần tra bay tới đám thị vệ nhìn sang lệnh bài của bạch tiểu thuần lập tức nhận ra thân phận bạch tiểu thuần cũng không muốn trêu chọc người ma lao vì vậy giả bộ như không thấy và rời đi vội vàng người ma lao rất có địa vị nha bạch tiểu thuần rất ngạc nhiên mặc dù trước kia hắn nghe đồn về ma lao nhưng hôm nay thân là ngục tốt ma lao tự mình thể nghiệm và cảm thụ mạnh hơn trước như vậy xem ra trở thành lính canh cũng không tệ bạch tiểu thuần vội ho một tiếng hắn đi tới đầu đường trong thành cự quỷ cũng truyền âm cho chu nhất tinh bảo hắn tới gặp mình lúc này đi tìm cửa hàng bán oan hồn chu nhất tinh đã ở thành cự quỷ hắn cách bạch tiểu thuần một đoạn rất xa thành cự quỷ không cho phép phi hành nên đành phải chạy tới mà thôi bạch tiểu thuần vừa chờ đợi vừa đi dạo cũng nhìn thấy mấy cửa hàng bán oan hồn những cửa hàng này có lớn có nhỏ rất lớn thì xa hoa nhỏ nhỏ cũng cực kỳ tinh xảo chẳng qua lúc bạch tiểu thuần đi vào hỏi ý thì buồn bực phát hiện oan hồn trong cửa hàng rất khan hiếm mặc dù mở cửa cũng chỉ mua chứ không bán lúc đi tới bảy tám nhà đều như thế đây là việc làm bạch tiểu thuần kỳ quái xảy ra chuyện gì cửa hàng buôn bán oan hồn lại không bán hồn bạch tiểu thuần nóng này hắn ra ngoài mua oan hồn vì vậy đi lên con đường khác liên tục đi tới bảy tám cửa hàng cũng chỉ mua chứ không bán bạch tiểu thuần khiếp sợ và tức giận hắn bắt lấy tiểu nhị cửa hàng hơi lớn và hỏi tại sao không có hồn xảy ra chuyện gì ai biết xảy ra chuyện gì không có hồn ngươi bắt ta làm gì chẳng lẽ còn muốn luyện ta thành hồn sao tiểu nhị lườm bạch tiểu thuần hắn sống trong thành cự quỷ nhiều năm, đã tự nhận sớm luyện ra hỏa nhãn kim tinh, thường ngày chỉ nhìn sơ là đoán ra thân phận của khách nhân. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lại nghe vấn đề của hắn liền hiểu đó là người từ bên ngoài tới. Đối với người từ bên ngoài tới đây, hắn không quan tâm, lúc này chừng mắt muốn quát tháo. Bạch Tiểu Thuần bị thái độ của đối phương làm phát cáu, cũng chừng mắt nhìn lại, nghĩ đến thị vệ tuần tra nhìn thấy hắn bay ra khỏi sông bảo vệ thành, bọn chúng lưu lại trên không trung một lát. Lại lộ ra bộ dạng không trêu chọc liền rời đi, vì vậy cầm lệnh bài ngục tốt đưa tới trước mặt tiểu nhi. Người có gan nói thêm câu nữa. Bạch tiểu thuần quát tiểu nhi tiểu nhị vốn không kiên nhẫn, lúc nhìn thấy lệnh bài thân phận ma lao của bạch tiểu thuần liền hít khí lạnh, ra đầu sắp nứt ra, thân thể run rẩy vài cái, lúc này cười đắng chát. Đại nhân thứ lỗi cho. Hiện tại toàn bộ thành cự quỷ không còn mấy cửa hàng còn oan hồn đâu. Tiểu nhị sống nhiều năm trong thành cự quỷ, hắn biết rõ người nào không thể đắc tội. Trong đám người đắc tội không có thành phần tội phạm mà là đám ngục tốt của ma lao. Bởi vì Ma Lao trong truyền thuyết là nơi làm người ta run rẩy, trong truyền thuyết đám mục tốt đều là kẻ hung thần ác sát, nhất là tiên thủ trong đó có thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. "Đều bị mua rồi." Bạch Tiểu Thuần cau mày hỏi. "Đúng vậy, ba đại gia tộc thu mua hồn trên phạm vi lớn suốt mấy năm qua, nghe nói chuẩn bị vì người thừa kế minh hoàng. Nếu đại nhân nếu có nhu cầu cấp bách, trong tiệm của ta còn lưu một ít, số lượng không nhiều lắm." Tiểu Nhị không muốn đắc tội người Ma Lao, liền vội mở miệng nghĩ tới bản thân lúc trước còn đắc tội người ta, nội tâm hắn kêu khổ, hắn nhanh chóng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, lúc này lui ra khỏi nội đường. Chuẩn bị mang số hồn trong còn sót lại trong tiệm đuổi người này đi. Thật là bá đạo, vì người nào đó thừa kế Minh Hoàng nên mua sạch oan hồn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phiền muộn. Hắn không ngờ chuyện thừa kế Minh Hoàng cách mình rất xa, hôm nay lại ảnh hưởng tới bản thân mình vừa nghĩ tới sau này mình luyện hòa cần đại lượng hồn nếu không mua được trong thành tự quỷ như vậy bản thân mình khó luyện hòa vậy phải làm sao bây giờ ba đại gia tộc hơi quá đáng lúc đầu ta nên vơ vét trong bạch ra một ít bạch tiểu thuần thở dài hắn chỉ hy vọng vào chu nhất tinh suy nghĩ bản thân mình cắt xén bớt hôm nay thu hoạch của chu nhất tinh có lẽ không ít vả lại trong đám trọng phạm có luyện hồn sư chúng có không ít hồn dược Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc tiểu nhị cửa hàng đi vào hậu đường, cầm lấy một hồn tháp. Bước nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần sau đó mỉm cười làm lành. "Đại nhân, bên trong có 10 vạn phần hồn, không còn nhiều lắm." Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét qua, mặc dù số hồn này kém xa số lượng hắn cần nhưng tốt hơn không có cũng không cưỡng cầu. "Đang muốn mua thì bên ngoài có giọng nói truyền vào. "Bổn công tử muốn số hồn này." giọng nói quanh quẩn từ bên ngoài cửa hàn có hai thanh niên đi vào, hai người mặc quần áo hoa lệ. Quần áo làm từ tơ tầm nào đó dệt thành, bên trong còn có bảo quang xuất hiện. Thậm chí nhìn kỹ có thể thấy nó được luyện linh bảy lần. Phải biết rằng trong man hoang có khá nhiều pháp bảo được luyện linh, nhưng trên thực tế xác xuất thành công giống với thế giới thông thiên. Số lần luyện linh càng nhiều, tỷ lệ thất bại càng lớn một khi thất bại thì khí hủy có thể nói bất cứ linh vật nào được luyện linh nhiều lần trừ phi là vận khí đặc biệt nghịch thiên bằng không đều dùng vô số tài nguyên và thất bại vô số lần trồng chất mà thành hai người này tu vi trúc cơ đại viên mãn đã có bảo y đây là điểm khác với người thường và lại sau lưng bọn họ còn có bảy tám hồn tu bảy tám người này phần lớn đều là trúc cơ bên trong có hai hồn tu tu vi kết đan nhìn những người này giống tôi tớ, hai thanh niên đi vào vô cùng nổi bật, không phú tức quý. Bạch Tiểu Thuần cũng bị y phục của hai gia hỏa này hấp dẫn, ngay sau đó bên cạnh có tiếng hít khí lạnh vang lên, ngay cả Tiểu Nhị bên cạnh cũng biến sắc. Hắn cười lấy lòng còn tê hơn, khi cười với Bạch Tiểu Thuần, lập tức chạy tới gặp mặt. Tiểu nhân bái kiến Trần Công Tử, Thái Công Tử. Thái mỗ muốn số hồn này một thanh niên lên tiếng sau khi đi vào cũng không thèm nhìn bạch tiểu thuần lần nào ngữ khí bình thản nhưng thần sắc cao cao tại thường sau khi hắn nói xong liền có tôi tớ tiến lên bộ dạng cực kỳ cao ngạo cầm túi chữ vật muốn thu hồn tháp bạch tiểu thuần nhìn thấy liền lên tiếng chậm đã ta mua số hồn này trước bạch tiểu thuần tức giận ánh mắt hai thanh niên lạnh lùng nhìn sang bạch tiểu thuần cho dù nhìn ra tu vi bạch tiểu thuần là kết đan nhưng không quan tâm hiển nhiên còn không nhận ra hắn là bạch gia bạch hảo. Hồn dược tăng gấp đôi, tên thái công tử lên tiếng, nói xong cũng không quan tâm tới nơi này, hắn và gia hỏa trần ra đi ra khỏi cửa hàng. Dường như với hắn đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bạch tiểu thuần có cảm giác bị nhục nhã, nhất là nhìn thấy tiểu nhị đang nhìn trộm hắn, bộ dạng xem náo nhiệt rất rõ ràng. Bạch tiểu thuần cảm thấy bọn chúng khinh người quá đắng, nhịn không được nữa rồi, lúc này lên tiếng ta ra gấp 3, gấp 10 lần. Bên ngoài cửa hàng, tên tộc nhân dòng chính thái gia không quay đầu lại có cảm giác tài đại khí thô, lời nói rất cao ngạo. Hai người bọn họ là tộc nhân dòng chính của Trần Gia và Thái Gia. Lần này phụ trách đi mua sắm hồn trong thành cự quỷ, mặc dù 10 vạn oan hồn không nhiều nhưng tộc trưởng cho ra yêu cầu phải mua cho đủ bạch tiểu thuần tức giận hắn có xúc động muốn dùng tài phú đánh gục đám người này lúc đang định lên tiếng ngọc giản truyền âm trong túi chữ vật của bạch tiểu thuần chấn động mạnh bạch tiểu thuần dùng linh thức quét qua bên trong có giọng nói khẩn trương của chu nhất tinh vang lên trong đầu bạch tiểu thuần ta đang phía đông truyền tống trận thành cự quỳ có người muốn giết ta muốn cấp hồn thuộc về chủ tử chủ tử cứu ta Bạch Tiểu Thuần nghe Ngọc Giản truyền âm, lúc này ánh mắt đỏ rực nếu như Chu Nhất Tinh chỉ nói có người muốn giết hắn cũng thôi. Lại nói có người muốn đoạt hồn của hắn. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại khát hồn hơn khát nước, hắn đi một vòng không phát hiện cửa hàng bán hồn. Chu Nhất Tinh cầm hồn đã thành hy vọng duy nhất của Bạch Tiểu Thuần. Tối đa có thể thử năm lần nữa ta có nắm chắc luyện chế ra hỏa diễm 14 màu thời điểm này có kẻ đoạt hồn của ta. Đó là kẻ địch của ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận đùng đùng, hắn không có thời gian rong dài với hai gia hỏa trần, thái. Hắn quay người rời khỏi cửa hàng chạy thẳng về phía đông truyền tống trận. Hắn vừa lao ra liền cầm lệnh bài thân phận ma lao đặt bên hông, kể từ đó mặc dù thành cự quỷ cấm bay. Đám người tuần tra nhìn thấy lệnh bài bên hông Bạch Tiểu Thuần liền biết thân phận của hắn, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không thấy. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nơi này cách truyền tống ta ẩn không xa với tốc độ của hắn cần 10 hô hấp là tới thân ảnh của hắn hóa thành hào quang bay về phía truyền tống trận hắn đến đã làm không ít người xôn xao thật sự lúc bạch tiểu thuần biến hào quang đã nhanh như bôn lôi bạch tiểu thuần nhìn thấy chu nhất tinh cách truyền tống trận không xa đang gào rú tuyệt vọng và không ngừng dãy rủa gần chu nhất tinh có vài chục người trong đó có tộc trưởng bạch gia bị bạch tiểu thuần bắt lần trước chẳng những tộc trưởng bạch gia ở đây, thậm chí thái phu nhân cũng ở nơi này. Bên cạnh bọn họ đều là người bạch gia đi theo, trong đó có hai ba hồn tu mặc y phục khác, hiển nhiên là người của các gia tộc khác. Lúc này tộc trưởng bạch gia ra tay tạo thành hắc phong. Trực tiếp bao phủ chung quanh chu nhất tinh, mặc cho chu nhất tinh dãy dụa thế nào cũng không thể né tránh. Bạch lão tặc ngươi dám mắt thấy chu nhất tinh gặp nguy cơ bạch tiểu thuần hét lớn giọng nói của hắn giống thiên lôi nổ mạnh trực tiếp vang vọng bốn phương vào lúc bạch tiểu thuần quát lớn người bạch gia cũng nạ ẩn ra thân ảnh bạch tiểu thuần nhất là thái phu nhân sau khi nhìn thấy bạch tiểu thuần liền hét lên thê lương bạch hảo cùng lúc đó phụ thân bạch hảo tộc trưởng bạch gia cũng ngâng đầu lên nhìn bạch tiểu thuần thân thể hắn run rẩy đôi mắt hắn xuất hiện tơ máu hắn nhớ lại tình cảnh bị bắt lần trước lúc này nội tâm hắn nghiến răng nghiến lợi bạch hảo người bạch gia nhìn thấy bạch tiểu thuần tới gần liền kinh hãi bởi vì chuyện bạch hảo cho nên gây thành náo động lớn cho cả bạch gia bọn họ không còn mặt mũi nhìn người là bạch hảo lúc trước lão tổ bạch gia chúng ta ra tay cũng không thể giết hắn là cự quỷ vương yêu cầu mang đi trong nội tâm mọi người suy nghĩ khác nhau chu nhất tinh đang tuyệt vọng đã cảm động sắp khóc trong lúc nguy cơ sinh tử nhìn thấy hy vọng làm cho hắn kích động, muốn dùng toàn lực la lớn. "Chủ tử cứu ta." Tộc trưởng Bạch gia tàn nhẫn, lúc trước bọn họ điều tra lai lịch sát hồn đinh, biết rõ thân phận của Chu Nhất Tinh, cũng biết quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Lần này nhìn thấy liền ra tay muốn bắt giữ Chu Nhất Tinh. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tộc trưởng Bạch gia đổi chủ ý không bắt giữ, mà là muốn giết người, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó nâng tay phải đánh một trảo về phía Chu Nhất Tinh hắc phong chung quanh chu nhất tinh hóa thành phong nhận đánh tới. Người có thận phận do cự quỷ vương ban cho bạch gia ta không làm gì được ngươi. Nhưng ta càng muốn đánh chết tùy tùng của ngươi trước mặt ngươi. Chu Nhất Tinh vừa sinh ra hy vọng khi Hắc Phong biến Phong nhận liền tuyệt vọng, nói tất cả chậm chạp nhưng trên thực tế lại nhanh như tia chớp, Bạch Tiểu Thuần thấy như thế, trong mắt như nứt ra. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm liền bạo tăng, không phải là hám sơn chàng mà là bất tử cấm trong nháy mắt thân thể hắn mơ hồ thân ảnh bạch tiểu thuần đã biến mất dường như xung đột với hư vô cho nên sinh ra tiếng rít sắc bén trong nháy mắt phong nhận sắp chạm vào thân thể chu nhất tinh chu nhất tinh tuyệt vọng kêu thảm thiết thân thể bạch tiểu thuần dùng phương thức gần như không thể đứng trước mặt chu nhất tinh hắn vừa xuất hiện liền nâng tay lên đánh mạnh về phía trước ngay sau đó tay phải va chạm với phong nhận oanh 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 tiếng nổ mạnh quanh quần bốn phía sau tiếng nổ là phong nhận bị đánh tan hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra chung quanh người bạch gia không ngừng lui ra phía sau bạch hảo ngươi muốn chết tộc trưởng bạch gia tức giận hắn bước lên phía trước sau đó bấm niệm pháp quyết lập tức có tiếng quỷ khóc sói chu truyền ra chung quanh đây là bí pháp bạch gia thần thức hóa quỷ tạo thành vô số con quỷ tấn công bạch tiểu thuần bại tướng dưới tay cũng dám càn rỡ Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, trực tiếp đụng vào Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh chưa tỉnh hồn đã bị Bạch Tiểu Thuần va chạm cho nên thân thể cũng lui cùng. Mượn lực chạy trốn ra khỏi vòng chiến. Sau khi đưa Chu Nhất Tinh đi, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt thân thể hắn hóa thành hư ảnh, bốn đại phân thân xuất hiện toàn bộ. Năm thân ảnh toàn lực đánh một quyền vào tộc trưởng Bạch gia. Tám phương chấn động, tiếng nổ vượt qua thiên lôi, cả nửa thành cự quỷ cũng nghe thấy tiếng nổ, sau đó có vô số hào quang bay lên không trung trong thành cự quỷ cấm đấu pháp các ngươi còn không ngừng tay. Dừng tay, lúc này từng tiếng quát vang lên khắp nơi, trên pho tượng cự quỷ vương có lực lượng thần thức bao phủ nơi này, nội tâm mọi người rung động. Vào lúc này hai bên vừa va chạm nhau, Bạch Tiểu Thuần cùng tộc trưởng Bạch Gia bị vụ nổ đẩy lui ra sau, tộc trưởng Bạch Gia lui hơn 10 trưởng, khóe miệng chảy máu tươi, hô hấp của hắn rối loạn. Lúc này ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng lui ra sau nhưng lông tốc không tổn hao gì, đôi mắt hắn chuyển động. Lập tức biết rõ giao thủ với người Bạch gia trong thành cự quỷ, bản thân sẽ có điện lợi, đáng tiếc trong thành cự quỷ cấm đấu pháp, đội tuần tra đáp xuống, thần thức khóa chặt. Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay cũng không được. Bạch lão đầu, ngươi dám tập kích người của Ma Lao, nơi này là thành cự quỷ, không phải Bạch gia của ngươi các huynh đệ đội tuần tra ta là ma lao bạch hảo, người này làm trái quy củ thành cự quỷ chúng ta, chẳng những ra tay chơ ớt mặt mọi nơi, càng bỏ qua uy nghiêm thành cự quỷ chúng ta. Bạch tiểu thuần lập tức trả đũa, hắn giống to sau đó lui ra sau, lập tức bắt lấy chu nhất tinh và rời đi. Mắt thấy bạch tiểu thuần đi xa, thái phu nhân hét lên một tiếng. Người bạch ra, giết hắn cho ta hai mắt thái phu nhân mang theo thù hận và oán độc tới tận cùng oán hận bạch tiểu thuần không thể dùng lời lẽ diễn tả thành lời bỏ qua đội tuần tra trên bầu trời hạ lệnh truy kích bạch tiểu thuần người bạch gia do dự đội tuần tra đều dùng mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào người bạch gia các ngươi đuổi theo nhanh giết hắn đi thái phu nhân gào lên như điên nàng gào to nhưng người bạch gia không hành động nàng đang muốn nói với người thái gia nhưng bị tộc trưởng bạch gia ngăn cản cầm miệng tiếng quát như sấm làm thân thể thái phu nhân run rẩy lúc này quay đầu nhìn chằm chằm vào phu quân của mình. Tiện chủng này có thân phận cự quỷ vương ban cho, lão tổ thiên nhân cũng phải buông tha, đám người chúng ta không thể làm gì hắn. Cho dù có thể ngăn cản nhưng không thể chém giết hắn trong thành cự quỷ. Tộc trưởng Bạch Gia M trầm, truyền âm nói với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân không cam lòng, nghe giải thích cũng nhịn xuống, nhưng trong lòng phẫn nộ áp chế lại áp chế lúc này thân thể run rẩy sắp bùng nổ đội tuần tra nhìn thấy bạch gia buông tha ra tay lại thấy bạch tiểu thuần đã đi xa lúc này chỉ cảnh cáo sau đó nhao nhao rời đi thần thức bao phủ cũng thu về rất nhanh chung quanh khôi phục như cũ người bạch gia nhìn nhau ánh mắt bọn họ phức tạp nhất là thái phu nhân càng hận tới mức nghiến răng cố gắng chịu đựng chờ đổi trời là tốt rồi Tộc trưởng Bạch Gia nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sắc mặt của hắn càng âm trầm, qua một lúc lại truyền âm cho thái phu nhân. Nghe được câu này, thái phu nhân sững sờ sau đó nhanh chóng hiểu ý. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh rời xa khu vực truyền tống trận cho đến khi nhìn thấy sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới tìm ngõ hẻm dừng lại, càng nghĩ tới Bạch Gia. Bạch Tiểu Thuần lại càng tức giận, nhất là nghĩ vậy ba đại gia tộc không ngừng mua hồn, bản thân mình mua không được, nhớ chuyện ở cửa hàng không ngờ còn dám ra giá gấp 10 lần dọa hắn. Quá khi dễ người, việc này. Bạch Tiểu Thuần ta có được giãn được ta nhận. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chỗ kinh khủng của lão tổ Bạch Gia, nghĩ đến bản thân không thể rời khỏi man hoang trong thời gian ngắn, vì vậy tự an ủi mình một phen. Lúc này ngẩng đầu nhìn sang Chu Nhất Tinh. Đa tạ chủ tử, nếu chủ tử tới chậm hơn một chút ta. Ta không thể gặp ngươi rồi. Chu Nhất Tinh sống sót sau tai nạn, vào lúc này kích thích quá độ nên ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Ngươi cũng bị ta làm liên lụy, đúng rồi, ta bảo ngươi mang tài bảo tới, thế nào? Bạch Tiểu Thuần an ủi một phen sau đó vội vàng hỏi. Đều mang tới, nhưng, nhưng vừa rồi bị ba đại gia tộc cướp đi rồi. Chu Nhất Tinh buồn rười rượi, thấp giọng nói ra. Người nào đó, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần ta co được giãn được nhưng lúc này không đành lòng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhiệt khí sông lên đầu, hắn giận sôi người. Hơi quá đáng, khinh người quá đáng, đây là nhìn thấy ta hiền lành nên muốn khi dễ tới chết hay sao? Bạch gia còn có thái gia và trần gia, cái ba nhà này không phải đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tức giận, đáy lòng càng ủy khuất, hắn cảm giác mình không có giết người ba đại gia tộc. Hiện tại đối phương đoạt lấy của mình, và lại Bạch gia còn chưa tính, thái gia, trần gia cũng khi dễ hắn mắt thấy bạch tiểu thuần nổi giận chu nhất tinh hít sâu một hơi trên thực tế trong khoảng thời gian này nội tâm của hắn có một ít hoài nghi bạch tiểu thuần hắn không xác định lại không dám suy nghĩ sâu xa thật sự lúc trong sơn động bạch tiểu thuần dùng những thủ đoạn kia làm chu nhất tinh nhớ tới đều lạnh mình vì vậy nhanh chóng bỏ các ý niệm ra khỏi đầu mặc kệ thân phận chân chính của bạch hảo là ai không biết sẽ tốt hơn chu nhất tinh nghĩ tới đây liền cúi đầu nhịn không được Bạch Tiểu Thuần cắn răng, suy nghĩ một lúc sau đó ánh mắt tỏa sáng, lúc trước hắn tại Bạch Gia, biết rõ Bạch Gia có hồn trận, cái gọi là hồn trận chính là cải tạo một khu vực. Thông qua một ít thủ đoạn tạo thành tử khí chiếm đa số, nơi đó nuôi dưỡng oan hồn tốt hơn trong hồn tháp. Trong khu vực đặc biệt này, những oan hồn kia có thể được bồi dưỡng. Còn có thể tăng cao phẩm chất bản thân, trừ phi có một ít bí pháp đặc thù, nếu không không cách nào so với hồn trận và lại số lượng dung nạp của hồn trận rất lớn đối với một đại gia tộc mà nói. Hồn trận càng nhiều càng tốt, Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ Bạch Gia có 7-8 hồn trận, những hồn trận có trận pháp bao phủ, còn có hồn tu đóng quân. Ở bên ngoài còn có rất nhiều hồn vệ bị thuần hóa dò xét, không nói phòng thủ kiên cố nhưng không kém bao nhiêu. Trong bất cứ hồn trận nào cũng có số lượng hồn kinh người. Một khi có người xa lạ xuất hiện bên trong, lập tức bị bầy hồn thôn phệ, kể từ đó không có kẻ nào dám đi trộn, lại có ba đại gia tộc uy hiếp càng không có người nguyện ý trêu chọc, các ngươi cấp hồn của ta, ta sẽ đi đoạt của các ngươi." Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cắn răng một cái, hắn đuổi Chu Nhất Tinh đi rồi, lại bảo hắn ẩn nấp trong thành cự quỷ tránh đầu gió, bản thân đi ra ngoài thành. Bạch Tiểu Thuần là ngục tốt ma lao, có thể tạm thời rời khỏi thành cự quỷ, mặc dù muốn chạy trốn, thành cự quỷ cũng có thể bắt hắn lại, vì vậy cũng không cấm hắn ra ngoài. Ra khỏi thành cự quỷ, lúc này sắc trời đã hoàn hôn bạch tiểu thuần cẩn thận từng chút hắn muốn đi hồn trận của trần gia gần đó sau khi đi một vòng rất xa phát hiện hồn triều của trần gia chỉ bao quanh trần gia mà thôi một khi xảy ra vấn đề sẽ bị phát hiện rất sớm bạch tiểu thuần cân nhắc một lúc liền cảm thấy không an toàn đi xem hai nhà khác bạch tiểu thuần suy nghĩ một chút thừa dịp hoàn hôn lại đi bạch gia xem xét cẩn thận bên ngoài hồn triều của bạch gia bạch tiểu thuần phiền muộn phát hiện số lượng hồn triều không nhiều số lượng ít như vậy ta đoán sẽ bị phát hiện rất nhanh vì vậy nếu như muốn cướp phải đoạt cái lớn nhất bạch tiểu thuần lại đi thái gia lúc này mây trên trời tối đen rốt cuộc hắn đi tới bên ngoài hồn tràng của thái gia hắn dừng bước nhìn sang hồn trận của thái gia khác với trần gia cũng không vờn quanh thái gia chúng tương đối giải rác lại vô cùng gần hoặc xa nhau vài chục dặm trước mắt Bạch Tiểu Thuần đoán nơi này cách Thái Gia 20 dặm, nơi này cũng không phải một chỗ, mà là có nơi khác tiếp nối. Bốn phía hai hồn trận đều có trận pháp đơn độc, cho dù là đêm tối cũng sinh ra hào quang lạnh như băng, nếu muốn đánh phá, cho dù là Nguyên Anh cũng cần công kích thật lâu mới có thể. Một khi dẫn động trận pháp sẽ làm người Thái Gia chú ý. Trong trận pháp có một kiến trúc lơ lửng như tổ ong, mặt ngoài có vô số cây lỗ, có vô số hồn chui ra chui vào số lượng nhiều tới mức bạch tiểu thuần hít thở dồn dập bên trong hồn cấp độ nào cũng có nguyên anh hồn rất nhiều cũng có không ít hồn đặc thù xen lẫn bên trong trừ trong khu vực trận pháp ra còn có hơn vạn hồn vệ huyễn hóa áo giáp bay ngang trong mắt bọn chúng xuất hiện hào quang màu đỏ bảo hộ quanh hồn chàng một khi có người ngoài bước vào trận pháp bọn chúng sẽ lập tức liều chết tấn công thậm chí trong hồn tràng còn có một ít kiến trúc có thể nhìn ra đó là nơi hồn tu thái gia đóng quân tuy chỉ có hơn 10 người và tu vi không cao bọn chúng có thể điều khiển lực lượng trận pháp đủ để kéo dài thời gian chờ người trong gia tộc tới bởi vì khoảng cách hai hồn trận gần nhau vì vậy tộc nhân thái gia chú đóng ở nơi đây tụ tập trong một hồn tràng các ngươi đoạt của ta ta liền đoạt các ngươi chỉ là hồn trận đối với người khác mà nói khó như lên trời đối với ta nó lại đơn giản Bạch Tiểu Thuần ta phất tay cũng làm các ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng. Hắn đi tới phía trước một bước, một bước này vừa bước tới, thân thể của hắn dung nhập vào trong hư vô, lúc xuất hiện đã không nhìn hồn trận, thậm chí còn không làm trận pháp sinh ra chấn động. Trực tiếp xuất hiện bên trong trận pháp, sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, chẳng những làm tộc nhân thái gia không kịp phản ứng. Ngay cả hồn vệ chung quanh cũng sững sốt, người tộc nhân thái gia mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, không đợi bọn họ bừng tỉnh. Bạch Tiểu Thuần đã nâng tay phải đánh một quyền. Tiếng nổ lớn bộc phát trong hồn trận khi bộc phát hóa thành cơn gió trực tiếp quét ngang tộc nhân thái gia, vừa mới đụng chạm. Đám người kia phun máu tươi, thậm chí không kịp kêu thảm hiết đã hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này đám hồn vệ đã kịp phản ứng, lập tức gào rú sắc bén, chúng từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng bình tĩnh hắn bước vào trong kiến trúc như tổ ong kia bên trong có tiếng rít quanh quần hồn chiều bộc phát chúng lao ra ngoài nhưng lại không nhìn thấy bạch tiểu thuần chỉ có thể vờn quanh và không ngừng kêu thảm thiết trái tim bạch tiểu thuần đập mạnh nhìn vô số hồn chiều trước mặt hắn kích động nhưng không dám do dự lập tức ném tụ hồn đan ra ngoài phải nhanh tốc chiến tốc thắng Âm thanh oanh oanh quanh quần bốn phía, khi Bạch Tiểu Thuần ném tụ hồn đan ra ngoài, trong hồn tràng xuất hiện vòng xoáy, đám oan hồn bốn phía kêu tham hiết. Chỉ trong nháy mắt lực hấp xả hút chúng tạo thành hồn cầu. Thật kích thích, phát đạt, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, ánh mắt không tự chủ nhìn hồn trận, hai mắt tỏa sáng, hoặc không làm, đã làm phải làm cho xong, hắn thừa dịp oan hồn tụ tập, hắn thu tụ hồn đan sau đó bước tới phía trước trực tiếp xuất hiện trong hồn chàng thứ hai cảnh tượng tương tự xuất hiện ngay sau đó tiếng nổ mạnh quanh quần chung quanh tiếng oan hồn gào thét trong hồn chàng thứ hai xuất hiện nhiều vòng xoáy sinh ra hấp lực đáng sợ cho dù là hồn vệ cũng không thể chạy thoát bạch tiểu thuần thuận tay thu đi không qua nửa nén ngang hai hồn chàng trống rỗng bạch tiểu thuần rất cao hứng hắn thu hồn cầu oan hồn nơi đây quá nhiều bạch tiểu thuần xem chừng đủ cho hắn sử dụng trong thời gian ngắn nơi này có hai hồn chàng nhưng bị bạch tiểu thuần cướp sạch dường như trận pháp nào đó bị kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt trận pháp sinh ra tiếng cảnh báo và sinh ra ánh sáng cực mạnh, tia sáng phóng thẳng lên trời, thái Gia cách đó hai chục dặm có thể nhìn thấy. Đáng chết, hồn trận trống rỗng liền phát động trận pháp. Bạch tiểu thuần biến sắc cùng lúc đó bên phía thái gia nhìn thấy hào quang liền báo động từng tiếng kinh hô trong thái gia vọng ra ngoài, rất nhiều thân ảnh bay lên không trung Xảy ra chuyện gì chỗ đó? là hồn tràng xảy ra chuyện gì trận pháp hồn trận bị dẫn động hơn nữa còn là hai trận pháp cùng dẫn động khi âm thanh quanh quần tộc lão thái gia không ngừng bay thẳng về phía hồn trận bạch tiểu thuần hãi hùng khiếp vía hắn đang muốn rời đi liền dừng lại sau khi sử dụng tụ hồn đan sẽ tồn tại một ít dấu vết nếu người có tâm nghiên cứu nói không chừng sẽ đoán ra thân phận cẩu ta muốn hủy diệt dấu vết nơi đây bọn chúng biết ta làm là xong cũng không liên tưởng tới dấu hiệu kia Bạch Tiểu Thuần biết rõ thời gian cấp bách, hắn lấy một đám hỏa diễm 12 màu chuẩn bị luyện thành 13 màu ra trên thân thể xuất hiện trọng điệp. Phần thân của hắn bước ra xa u đó luyện hỏa. Nếu như muốn luyện hỏa diễm 12 màu thành 13 màu, động tác của hắn nước chảy mây trôi. Có phần thân phối hợp nên tốc độ nhanh hơn. Mà luyện hỏa không phải mục đích thời điểm hỏa diễm 13 màu xuất hiện bởi vì phân thân tham dự cho nên bất ổn. Đám hỏa diễm này bộc phát khi bộc phát thiên địa nổ vang, bầu trời biến thành màu đỏ, ngay sau đó từng đám mây lửa 13 màu dáng xuống nơi đây. Từ xa nhìn thấy thiên địa đỏ rực, hỏa diễm 13 màu hàng lâm tạo thành nhiệt độ cao không cách nào tưởng tượng nổi trực tiếp đốt cháy hai hồn tràng nơi đây. Chẳng những đốt cháy tất cả dấu vết tụ hồn đan ngay cả trận pháp cũng không chịu nổi, đã bắt đầu sụp xuống và tan vỡ, trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa ngập trời, thanh thế kinh người, đám người thái gia hôn mê có thù hận với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không phải kẻ thích lạm sát người khác trước thiên hỏa rơi xuống đã ném bọn họ ra xa. Trong biển lửa ngập trời thân thể Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi hỏa diễm và bay về nơi xa, lúc bỏ chạy hắn còn kích động, lúc này đoạt hồn còn hủy cả hồn chàng xóa dấu vết thật sự quá kích thích các ngươi dám đoạt hồn của ta, hừ hừ. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, lúc này trái tim của hắn đập nhanh hơn, hắn cảm giác mình đã làm đại sự. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Dám đụng tới hồn trận của Thái Gia, người muốn chết. Đột nhiên có bảy tám thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay từ xa tới gần, lúc này có một thanh niên cầm đầu, thanh niên trẻ tuổi nhưng có mái tóc bạc. Toàn thân bộc phát khí tức kết đan đại viên mãn thậm chí mơ còn cảm giác có một tia nguyên anh chi ý trên thân kẻ này hiển nhiên thanh niên này đã cách nguyên anh một đường sợ rằng bế quan một thời gian sẽ thuận lợi đột phá nguyên anh tốc độ của hắn không kém nguyên anh bao nhiêu giờ phút này còn mang theo một tia tức giận bay thẳng về phía tiểu thuần sau lưng hắn cũng có bảy tám người cũng đều là tu sĩ kết đan nhìn thấy thiên hòa hủy diệt hồn trận phần lớn diện tích đã biến thành đất cằn nội tâm bọn họ vô cùng tức giận muốn chết mọi người gào thét nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã bỏ chạy thật xa, sát ý trên nơi bọn họ bành trướng. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, ở phía sau còn có tộc lão Nguyên Anh của Thái Gia bay tới. Bạch Tiểu Thuần càng hoảng sợ người Thái Gia đến quá nhanh. Trong lòng hắn biết rõ một khi dây dưa sẽ dẫn tới tình thế nghiêm trọng, lúc này không quay đầu lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần tốc độ bất phàm hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách trong nháy mắt hắn đã biến mất phía chân trời thiên kiêu thái ra nhìn thấy bạch tiểu thuần rời đi trong mắt sinh ra sát ý khôn cùng không có chút do dự cầm một tấm da thú ra khỏi túi chữ vật tấm da thú kia ự bốc cháy vào lúc bị thiêu đốt thiên địa vặn vẹo và hư ảnh một con hung a à ẩm xuất hiện hung cầm là một con kên kên nó lớn chừng mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu chói tay sau đó thiên kiêu thái gia bước lên lưng con hung cầm hư ảo, vào lúc hắn vừa bước lên lưng hung cầm. Tốc độ hung cầm bạo phát biến mất vô tung vô ảnh, lại sử dụng bí pháp men theo dấu vết bạch tiểu thuần rời đi, trực tiếp đuổi theo phía sau. Lúc đuổi theo chừng 10 dặm thân ảnh bạch tiểu thuần vừa xuất hiện, hắn không ngừng ra tốc bay về thành cự quỷ. Phải trốn nhanh mới được vạn nhất dẫn xuất thiên nhân của thái gia thì gia sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần đã sợ rồi, lúc trước hắn không thể nén bi phẫn đi đoạt hồn. Hiện tại tỉnh táo càng nghĩ càng sợ. Đều là bị buộc cả. Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi lạnh, hắn hóa thành hào quang bước vào trong hư vô, hắn cách thành cự quỷ càng ngày càng gần, cũng chỉ còn bay thêm vài hô hấp là tới, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Phía sau hắn có tiếng rít chói tai vang lên, cuồng phong đã tới, gió lớn như muốn dập tắt sinh cơ càng có tiếng gào thét thê lương xuyên thấu tất cả đâm vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn quay đầu nhìn ra sau, hắn nhìn thấy một con kền kền xuất hiện. Con kền kền xuyên qua hư vô, đâm thẳng vào người của hắn. Khí thế dáng vẻ độc ác ngập trời, trên con kền kền có một thanh niên đang đứng, thanh niên nâng tay phải đánh vào hư vô. Lúc này một trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Tặc từ lớn mật dám cướp hồn trận thái gia, người phải bị hình thần câu diệt thanh niên hét lớn một tiếng. Hắn mượn nhờ tốc độ của kền kền và bộc phát tu vi rót vào trong trường thương sau đó tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần căn bản không kịp phản ứng. Thật sự là bởi vì kền kền quá nhanh, cũng trong nháy mắt kền kền đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thanh trường thương màu đen trong tay thiên kiêu thái ra. Dựa thế đâm tới như muốn xuyên thủng thân thể Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn quát lớn sau đó toàn lực ngăn cản phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh vang vọng tám phương, thân thể bạch tiểu thuần rung động, trực tiếp lui ra phía sau, lúc lui mấy trăm trường. Hắn sững sốt ngẩng đầu nhìn lên, không có việc gì bạch tiểu thuần khẽ giật mình, vừa rồi đối phương đánh một kích khí thế ngập trời, đánh lên người hắn còn cho rằng không chết cũng trọng thương. Nhưng lại phát hiện bản thân không tổn thương gì cả. Còn bà nó chứ, phi cầm lợi hại tốc độ làm cho người ta sợ hãi nhưng người thì quá yếu chỉ có thể mượn nhờ tốc độ làm ta không kịp trở tay mà thôi bạch tiểu thuần kịp thời suy nghĩ ra vấn đề hắn trừng mắt nhìn thanh niên trên kền kền đang hít khí lạnh hoảng sợ nhìn bạch tiểu thuần hắn biết tốc độ của kền kền có thể sánh ngang nguyên anh đại viên mãn có tốc độ cực hạn và trường thương gia trì cho dù gặp tu sĩ nguyên anh cũng có thể đánh trọng thương gia hỏa trước mặt không có việc gì nội tâm của hắn rung động sau đó hít khí lạnh lần nữa nhìn kỹ dung mạo bạch tiểu thuần sau đó đôi mắt co rút người người là bạch hảo bộ dạng bạch hảo bởi vì hắn mưu phản bạch gia nên thanh danh hiển hách mặc dù không phải ai cũng biết dung mạo của hắn quần là áo lụa trong ba đại gia tộc sẽ không quá chú ý cao tầng và thiên kiêu ba đại gia tộc đều nhìn bức họa lúc trước thủ cực nhanh nên không nhận ra sau khi bị chấn trụ hắn liền nhận ra thân phận của bạch tiểu thuần ý thức được người này là bạch hạo thiên kiêu thái gia khẩn trương biết rõ bạch hạo lòng dạ độc ác thậm chí có thể bắt giữ tộc trưởng bạch gia tu vi nguyên anh trung kỳ dẫn động lão tổ thiên nhân bạch gia nhân vật này còn không phải hắn có thể trêu chọc người biết ta có biết cũng vô dụng bạch tiểu thuần chừng mắt sau đó hét lớn phân thân xuất hiện ngay sau đó phân thân hóa thành cơn gió lao thẳng về phía tên thiên kiêu thái gia bón đại phân thân đều xuất hiện, chúng cùng bản thể bạch tiểu thuần hoa thánh phong bạo không nói che phủ bầu trời nhưng đủ càn quét tám phương. Lúc này trung tâm của phong bạo chính là thiên kiêu thái gia, vào lúc dung hợp cũng làm tám phương run rẩy Tên thiên kiêu thái gia khiếp sợ, khí tức hỗn loạn. Nội tâm cực kỳ hối hận vì xúc động đuổi theo nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể điều khiển kền kền dưới thân ngăn cản phong bạo. Tốc độ kền kền quá nhanh nó va chạm với phong bạo tạo thành tiếng nổ mạnh thiên tiêu thái gia đã lui ra sau vài trăm trượng mặc dù tránh được một kích nhưng toàn thân hắn rung động cực lớn bạch hảo thái gia ta không có trêu chọc ngươi vì sao ngươi hủy hồn trận của thái gia ta thiên tiêu thái gia lập tức lên tiếng hắn muốn kéo dài thời gian hắn biết mình bay quá nhanh nhưng không bao lâu các lão tổ trong gia tộc sẽ tới bạch tiểu thuần nhíu mày ánh mắt nhìn sang kênh kênh, nhìn ra đây là thứ pháp thuật triệu hoán, không có khả năng kiên trì quá lâu, hiện tại với hắn thời gian quá trọng yếu. Hừ, thái ra các ngươi trước có người tài đại khí thô áp ta, sau đó đoạt hồn của ta, đương nhiên ta phải đoạt các ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong cũng không có rảnh để ý tới thiên kiêu thái gia. Hắn quay người bay đi thiên kiêu thái ra rối rắm hắn do dự điều khiển kền kền đuổi theo hắn suy nghĩ chỉ cần bản thân không tới gần có lẽ không có việc gì bản thân hắn nhìn chằm chằm chờ lão tổ truy kích hai người bay một trước một sau bạch tiểu thuần nhìn thấy đối phương còn đi theo mình liền phiền chán tốc độ con kền kèn quá nhanh một khi bản thân quay đầu lại đuổi theo đối phương sẽ lập tức đuổi theo lãng phí thời gian không nói cũng rất khó giết chết đối phương ta hận nhất là gia hỏa dựa vào tốc độ làm phiền ta, hừ hừ, thực cho rằng dựa vào con chim chết này là có thể ăn chắc ta sao? Hai mắt bạch tiểu thuần sinh ra hàn quang sau đó biến mất, hắn vẫn bất động thanh sắc như cũ và bay thẳng về hướng thành tự quỷ, đột nhiên khí tức trí hàn bộc phát bao phủ bốn phương tám hướng. Khí tức trí hàn va chạm với con kền kền, thiên kiêu thái ra trên kền kền lạnh run, sắc mặt biến hóa thật nhanh, hắn muốn lui ra phía sau nhưng lại không còn kịp rồi vào lúc hắn phát hiện dị thường thì bạch tiểu thuần đã quay người lại đã muộn bạch tiểu thuần giống to một tiếng hắn bước tới một bước khí tức chí hàn bao phủ tám phương hắn có thể thuấn di như tu sĩ nguyên anh trong khu vực chí hàn lời hắn nói còn quanh quần thân ảnh biến mất trong nháy mắt lúc xuất hiện đã ở trước mặt tên thiên khiêu thái gia trực tiếp đã phát động hám sơn chàng lực lượng va chạm khủng bố vô biên hư vô chấn động thiên kiêu thái gia không kịp suy nghĩ đầu óc kêu ông ông Người, hắn muốn gào thét nhưng chưa kịp truyền ra âm thanh, hắn muốn né tránh cũng không kịp chỉ có thể dùng toàn lực chống cự. Hắn còn cách Nguyên Anh một bước nhưng quá yếu trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đụng vào người Thiên Kiêu Thái Gia, toàn thân Thiên Kiêu Thái Gia đã máu. Mắt thấy toàn thân sắp vỡ nát thân tử hồn diệt vào lúc này trên người hắn xuất hiện tầng hào quang màu vàng tia sáng tới từ sợi dây chuyền trên cổ hắn. Bên trong ẩn chứa lực lượng thiên nhân. Tên Thiên Kiêu Thái Gia liên tục phun máu tươi thân thể bay đi như diều đứt dây, trực tiếp đụng thẳng vào người Kền Kền, xương nhiều chỗ vỡ vụn. Nhờ vào hào quang màu vàng suy yếu hơn phân nửa lực lượng, xương cốt chỉ xuất hiện khe hở nhỏ mà thôi. Mặc dù dây truyền có thể giúp Thiên Kiêu Thái Gia miễn chết một lần, nếu bị công kích lần thứ hai thì hắn cũng phải chết. Có cảm giác sống sót sau tai nạn, Thiên Kiêu Thái Gia sợ hãi không nhỏ. Nếu vừa rồi không nhờ vật lão tổ ban cho bảo vệ tí mạng ta. Ta đã chết rồi, Bạch Hạo, hắn, hắn suýt nữa đã giết ta. Thiên Kiêu Thái gia run rẩy, vào lúc này hắn sợ vỡ mật, hắn không do dự lui ra phía sau, hiện tại hắn không nói cái gì truy kích Bạch Tiểu Thuần, hắn xem ra đây không phải truy kích đơn giản, mà là liều mạng đấy. Đám đại gia tộc các ngươi có không ít đồ bảo vệ tính mạng nha. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn Thiên Kiêu Thái ra bỏ chạy, hắn hừ lạnh một tiếng muốn đuổi giết kẻ này, đột nhiên hắn biến sắc quay người bước vào hư vô thân thể biến mất trong nháy mắt sau khi bạch tiểu thuần biến mất chỉ qua vài hô hấp thiên kiêu thái gia vẫn còn nơm nớp lo sợ nhìn ba hào quang bay tới gần lúc này ba áo giả xuất hiện tại khu vực bạch tiểu thuần biến mất lúc trước đại tộc lão tặc tử là bạch hảo là bạch hảo phản bội bạch gia thiên kiêu thái gia nhìn thấy ba lão giả hắn vô cùng kích động lên tiếng ba người này là tộc lão Thái Gia, nhất là kẻ cầm đầu là đại tộc lão Thái Gia Tu Vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn, sắc mặt ba người âm trầm nhìn thiên kiêu, sau khi gật đầu liên truy kích. Bên ngoài thành cự quỷ xuất hiện khe hở hư vô, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bước ra ngoài, khí tức của hắn lộn xộn phập phồng, sau khi hàng lâm liền tiến vào trong thành cự quỷ. Chết tiệt, người thái gia đuổi theo thật vui vẻ, đánh nhỏ thì ra tới, có bản lĩnh đơn đã độc đấu với ta đi. Bạch Tiểu Thuần không phục tốc độ của hắn không giảm bớt chút nào, hắn nhanh chóng bay tới thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn sắp bước vào thành cự quỷ, sau lưng hắn là ba lão nhân thái gia đã đuổi tới, ba người tới gần bầu trời biến hóa. Mây đen che khuất bầu trời. Bọn họ từ xa nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, lại thấy Bạch Tiểu Thuần sắp bước vào thành cự quỷ, ba người nóng này. Ánh mắt đại tộc lão thái gia mang theo sát ý và giống to. Bạch Hảo, ngươi đoạt hồn trận thái gia, cho dù ngươi có chức quan trong thành cự quỷ, lão phu cũng phải chém giết ngươi. Tu vi nguyên anh đại viên mãn làm hắn gà ớt o như sấm sét. Tiếng nổ hóa thành sóng âm trùng kích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động cũng không quay đầu lại liền bước vào thành cự quỷ, thủ vệ cửa thành trợn mắt há hốc mồm. Theo bản năng muốn đi ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài ma lao dơ lên cho thủ vệ xem ta là ngục tốt ma lao thái gia ý đồ làm phản, bọn ngươi phải ngăn cản chúng. Vừa gào to bạch tiểu thuần dùng toàn lực gào to, mặc dù không bằng đại tộc lão Thái Nhung không kém quá nhiều, giọng nói của hắn quanh quần thành tự quỷ, lập tức làm cả thành tự quỷ rung động. Thủ vệ cổng thành đã hồ đồ. Bọn họ nhận ra lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần cho nên cho đi tộc lão thái gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghe Bạch Tiểu Thuần gào to liền khiếp sợ. Người nói bậy. Thái gia ta trung thành và tận tâm với cự quỷ vương, ngươi đừng vu oan." Bạch Tiểu Thuần thấy chiêu này dùng tốt, lập tức kinh hỉ, dứt khoát giống to lên, hắn bay nhanh hơn, tộc lão Thái gia cố tình truy kích nhưng bị thủ vệ cửa thành ngăn cản. Càng có đội tuần tra xuất hiện, nếu không có Bạch Tiểu Thuần vu oan lúc trước, bọn họ liều lĩnh đuổi giết sau đó giải thích rõ ràng, nếu hiện tại xông vào sẽ gặp phiền toái lớn. Đến lúc đó có miệng cũng không nói rõ ràng việc này làm ba tộc lão thái gia biệt khuất khó áp chế lửa giận trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải giải thích với hồn tu thủ vệ trì hoãn như thế cho nên bạch tiểu thuần đã bay đến bên cạnh sông bảo vệ thành trực tiếp nhảy vào bên trong sau đó dựa vào lệnh bài tiến vào đáy sông chuyện ta mưu phản bạch gia lớn như vậy sau khi đi vào ma lao bạch gia cũng không dám truy sát thái gia ta chẳng qua chỉ đoạt hai hồn trận mà thôi bọn chúng không dám tới Bạch Tiểu Thuần đắc ý tiến vào rùa đá dưới đáy sông, mau chóng quay về Ma Lao. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần đoán đúng. Ba tộc lão thái gia vất vả giải thích rõ ràng. Sau khi bước vào thành cự quỳ cũng chỉ dám đứng ngoài sông bảo vệ thành. Bọn họ tức giận và phiền muộn đến cực hạn, suýt chút nữa bị nghẹn thành nội thương. Lần này không có biện pháp, bọn họ không thể đi vào Ma Lao. Sau một lúc lâu, ba người đành âm trầm rời đi. Chuyện này nhìn như kết thúc nhưng ảnh hưởng cực lớn trong thành tự quỷ không kém việc Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia. Rất truyền vào tai hồn tu trong thành, phần lớn biết được việc này đều hành động, bọn họ bàn tán việc của Bạch Hạo cùng Thái gia. Nghe nói không, Bạch Hạo lại náo ra đại sự, hắn đã đoạt hồn trận của Thái gia, càng dẫn lửa thiêu hồn chàng của Thái gia thành đất cằn. Hắn quá biết gây chuyện, phản bội Bạch gia thì thôi, lần này chọc giận Thái gia. Ta nghe nói một tên hoàn khố của Thái gia tranh mua hồn với Bạch Hạo, sau đó nâng giá mua sắm đã chọc giận Bạch Hạo, cho nên giết vào. Chút việc nhỏ đã làm thế. Bạch Hạo thật lòng dạ độc ác, có thù tất báo, ta còn nghe nói người này có thần thông thiên hỏa, uy lực không tầm thường, thiên hỏa rơi xuống. Đủ loại ngôn luận, mọi việc như thế, khắp nơi đều truyền tin Bạch Hạo đã đoạt hồn trận của Thái gia, nói hắn tâm ngoan thủ lạt, thần thông thiên hỏa thật đáng sợ. Nó cũng trở thành chiêu bài của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi chữ vật nội tâm hưng phấn. Lúc này có thu hoạch lớn cho nên hắn cho rằng lựa chọn của mình là sáng suốt. Ba đại gia tộc đoạt của ta, ta đi đoạt bọn họ, có qua có lại mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Sau đó thường xuyên đi tuần tra với đội 9, mấy ngày qua Bạch Tiểu Thuần thôi diễn biện pháp luyện hỏa, lúc này mới thừa dịp tuần tra, sau đó một mình đi vào trong lao ngục. Trong khu đinh nhà lao nơi này vốn ồn ào tù nhân áo xám và đám trọng phạm đều làm việc của mình không có lính canh là lúc bọn họ tự do cho dù là lính canh ngục cũng thường thường không quan tâm tới đám phạm nhân bọn họ vẫn làm theo ý mình lúc bạch tiểu thuần bước vào khu đinh thì cả lao ngục an tĩnh lại hôm nay ta trực ban các ngươi đàng hoàng cho ta bạch tiểu thuần bước vào lao ngục chắp tay sau lưng diễu võ dương oai quát lớn với chung quanh đám phạm nhân áo xám run sợ cũng có không ít trọng phạm nhìn sang Hắc Tiên, chính là Hắc Tiên Bạch Hảo. Đây là người lòng dạ độc ác ta vẫn còn nhớ cảnh tượng hắn thẩm vấn Chu lão ma. Thảm, nhất là những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn qua, lúc nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần liền không tự chủ run rẩy. Toàn bộ lao ngục khu đinh vô cùng an tĩnh, những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua không có chút âm thanh nào, thật sự do danh khí của Bạch Tiểu Thuần trong ma lao quá lớn. Toàn bộ trọng phạm không cậy miệng suốt trăm năm cũng bị hắn cậy miệng tất cả sau đó bọn họ kinh hãi là do bạch tiểu thuần thẩm vấn vô cùng thần bí chỉ có thể thấy màn xương che chắn chứ không thấy cụ thể từ trong tiếng kêu thảm thiết của đám tù nhân vô số người vẫn còn sinh ra hồi ức khó quên vào lúc này nhìn thấy bạch tiểu thuần tới đây toàn bộ phạm nhân khu đinh toàn cẩn thận không dám trêu chọc bạch tiểu thuần dẫn phiền toái càng có không ít phạm nhân áo xám tới nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người chung quanh, nội tâm của hắn vui sướng, cảm giác mình thật sự là thiên kiêu chi tử trong Ma Lao. Quá xuất sắc, đây không phải bản ý của ta, có lẽ ta nên ít xuất hiện mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái phất tay, hắn đuổi mấy phạm nhân áo xám chung quanh, một mình đi bộ trong Ma Lao khu đinh, hắn đi tới nơi vắng vẻ lần trước và ngồi xuống. Nơi này rất tốt, khu vực đủ rộng, thích hợp cho ta luyện tập. Bạch Tiểu Thuần hài lòng nhẹ gật đầu, chung quanh bài không ít cấm chế. Hắn vất tay dùng xương mù che chắn tầm mắt mọi người. Sau khi trải vuốt cách điều chế hỏa diễm 14 màu một lúc, hai mắt hắn mở ra nhìn hồn tháp. Hắn bắt đầu thử luyện chế hỏa diễm 14 màu. Khi hồn bay ra ngoài, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, lúc này hỏa diễm chung quanh co rút lại ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hỏa diễm một màu, sau khi luyện tới 13 màu, hắn hết sức nghiêm túc luyện chế hỏa diễm 14 màu ta có nắm chắc thật lớn khi luyện hỏa diễm 14 màu. Chẳng qua có chút vấn đề nhỏ cần điều chỉnh tối đa 5 lần là có thể. Ánh mắt bạch tiểu thuần sáng ngời, hắn luyện chế theo biện pháp thôi diễn của mình. Lúc này chung quanh có vô số hồn bay tới, chúng theo thứ tự dung nhập vào trong hỏa diễm của bạch tiểu thuần, hỏa diễm càng lúc càng lớn sau đó hóa thành biển lửa. Bắt đầu thôn phệ oan hồn hỏa diễm từ 13 màu cũng chậm chậm tăng thêm một màu, biến thành 14 màu, Bạch Tiểu Thuần biến sắc hắn lập tức phất tay dập tắt hỏa diễm trong tay. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình, trầm ngâm lấy rất nhiều oan hồn xuất hiện, hắn lại bắt đầu thử nghiệm. 9 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã luyện 4 lần. Mặc dù mỗi lần đều thất bại nhưng hắn không có nhu trí, hắn có đủ hồn để thử và lại thất bại giúp hắn tổng kết kinh nghiệm. Vào lúc ngày thứ 10, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Hai mắt hắn đầy tơ máu nhưng tinh thần rất tốt, vấn đề đã giải quyết xong, lúc này chắc chắn có thể luyện ra hỏa diễm 14 màu. Một khi ta luyện thành hỏa diễm 14 màu, liền đại biểu ta đạt tới hoàng phẩm đỉnh phong. Nếu có thể luyện thành hỏa diễm 15 màu, ta sẽ là luyện hồn sư huyền phẩm. Bạch Tiểu Thuần tràn ngập chờ mong, hắn tới Man Hoang không ngắn, hắn cũng hiểu rõ về luyện hồn sư. Biết rõ luyện hồn sư huyền phẩm chính là cảnh giới cao nhất của đại thế gia. Về phần địa phẩm, toàn bộ man hoang không có bao nhiêu người, bất kỳ người nào cũng có địa vị cực cao, mặc dù không bằng vương gia nhưng hơn xa thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hắn bình tĩnh nổi lòng sau đó bắt đầu luyện hỏa, lúc này quá trình vô cùng bình thường, cũng vô cùng thành thạo, hắn luyện ra hỏa diễm 13 màu cũng không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lấy rất nhiều oan hồn ra, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hỏa diễm 13 màu trong tay bộc phát khi hỏa diễm khuếch tán, hồn chiều chung quanh dung nhập vào trong hỏa diễm. Quá trình kéo dài nửa nén hương, hỏa diễm 13 màu biến thành 14 màu. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động nhưng tay của hắn rất ổn, hắn bộc phát linh thức và siết chặt bàn tay. Sau động tác của hắn, hỏa diễm 14 chậm rãi co rút lại, quá trình này tốn hao tâm thần Bạch Tiểu Thuần rất lớn. Dùng nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận co rút hỏa diễm vào trong nắm tay. Biển lửa cũng biến mất trong nắm tay của hắn. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn hít thở dồn dập nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình, chậm rãi vươn tay ra. Một đám hỏa diễm 14 màu xuất hiện trong tay hắn. Hào quang lưu chuyển dường như ẩn chứa cực hạn nào đó, khi ánh lửa cháy bập bùng càng có lực lượng chí mạng bộc phát. Một khi bộc phát, hỏa diễm 14 màu không thể uy hiếp thiên nhân nhưng có lực lượng tiêu diệt đa số nguyên anh. Đã thành, ta đã thành công. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, ta không biết lúc nào mới có thể luyện thành Hỏa Diễm 15 màu, hẳn là rất khó, dù sao một khi luyện thành chính là luyện hồn sư huyền phẩm cũng được. Hỏa Diễm này dù tốt nhưng nếu không tăng cao chiến lực của ta cũng biến thành vô dụng. Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong lòng, sau khi thu hồi Hỏa Diễm 14 màu. Hắn nhìn số hồn còn lại luyện có quyết đoán, luyện tất cả đồ vật của ta thành luyện linh 14 lần mặc dù ta không phải nguyên anh nhưng chiến lực tăng lên không ít bạch tiểu thuần nghĩ tới đây liền cố chấp với suy nghĩ của mình hắn không do dự nữa hắn bắt đầu luyện linh cũng cầm quy văn oa ra không đúng nhiều người mắt tạp mặc dù có sương mù che lấp nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cái nồi này là bảo bối của ta tiền tài không lộ ra ngoài ta phải đi nơi khác cẩn thận trong man hoang phải lấy ổn thỏa làm đầu không được khinh thường Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên đi ra khỏi am xương, hắn hóa thành hào quang bay tới cánh cửa ánh sáng. Lúc Bạch Tiểu Thuần rời khỏi lao ngục khu đinh, trong đầu lâu cách vị trí của hắn không xa có lão giả có bớt đỏ trên mặt đang ngồi. Lão giả cúi đầu, nhìn hắn không khác gì phạm nhân bình thường nhưng lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện hào quang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Luyện ra hỏa diễm 13 màu không lâu, hắn lại luyện ra hỏa diễm 14 màu tiểu gia hỏa này thú vị." Lão giả thấp giọng thì thào, dường như đang cười khẽ, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa tại nơi vắng vẻ, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần còn bố trí cấm chế sương mù. Vì vậy lúc hỏa diễm 14 màu xuất hiện cũng không làm ai chú ý, chỉ có lão giả này biết. Nhưng rất nhanh hắn nhắm mắt lại không quan tâm tới. Sau khi rời khỏi khu đinh, Bạch Tiểu Thuần gặp hồn tu đội 9, sau khi cười nói với nhau liền quay về phòng của mình. Khoảng cách tuần tra lần sau còn một thời gian, vừa vạn mượn nhờ thời gian này luyện linh tất cả đồ vật của ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây nội tâm rất chờ mong, đầu óc của hắn xuất hiện bức họa, trong bức họa là hình ảnh toàn thân của mình đều là bảo vật. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý. Nội tâm hưng phấn, hắn bắt đầu bố trí một phen, bảo đảm không ngại sau đó bắt đầu lấy oan hồn luyện chế hỏa diễm 14 màu, lập tức cầm quy văn oa bắt đầu luyện linh. Luyện đầu tiên là vĩnh dạ tán, cây dù bị hắn luyện thành 14 lần, bộ dáng hơi cải biến một ít nhất là mặt quỷ trên cây dù giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc. Cực kỳ hãi người, thậm chí mi tâm của mặt quỷ có vết tích nhìn kỹ không phải con mắt thứ ba, mơ hồ còn ẩn giấu một cái mặt quỷ khác chẳng qua chỉ hơi nhìn sơ cũng làm bạch tiểu thuần rung động. Sợ rằng tiến thêm một bước luyện linh 15 lần, nó có thể thành pháp bảo thiên nhân rồi. Đôi mắt bạch tiểu thuần sáng ngời liếm bờ môi. Hắn biết rõ bảo vật luyện linh 15 lần sẽ tỏa ra khí tức giống thiên nhân bình thường, bảo vật này cực kỳ hiếm thấy trong man hoang. Dù sao man hoang có đa sắc hỏa nhưng xác suất luyện linh thành công không cao, chẳng qua bỏ cái giá lớn cũng có thể luyện ra một ít. Nhưng trên thực tế, nếu toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều là pháp bảo luyện linh 14 lần, tuy nói không phải đứng đầu man hoang nhưng có thể làm người ta phải run rẩy. Luyện chế vĩnh dạ tán. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn chung quanh một phen, sau khi xác định không ngại mới tháo mặt nạ xuống, hắn luyện linh mặt nạ thành 14 lần, sau đó lại đeo lên thật nhanh. Lúc này mới thở vào một hơi, sau đó hắn cầm cây cung của Chu Nhất Tinh ra, còn có những mũi tên uy lực lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn muốn luyện chế phi kiếm. Khoa trương nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên bảo y trên người tên Hoàn Khố Thái Gia, hắn không phục không nói càng cảm thấy phong cách vì vậy hắn lấy mấy cái giáp ra trong túi chữ vật ra luyện linh 14 lần. Nếu hành vi xa xỉ này bị truyền đi, nhất định sẽ làm người ta phát điên. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện trên người không còn cái gì có thể luyện linh, hắn mới kết thúc quá trình luyện linh làm người ta phát điên, thậm chí ghen ghét mà chết. Bởi vì toàn thân hắn là pháp bảo luyện linh 14 lần. Có thể nói hắn đã lớn như vậy, hôm nay mới có thể vũ trang tận răng. Hôm nay ta có gặp phải lão tổ Thiên Nhân Bạch gia, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng gì. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, phát hiện hồn của mình còn non nửa liền vui vẻ. Ti tu vi không tăng cao nhưng trang bị cũng tăng chiến lực của ta lên rất cao, đúng. Phải nhanh chóng luyện ra hỏa diễm 15 lần, nói như vậy toàn thân của ta đều là pháp bảo luyện linh 15 lần. Thiên Nhân nhìn thấy ta cũng phải há hốc mồm. Ừ, tốt nhất nên làm bọn chúng hâm mộ tới chết cũng không cần đánh làm gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, tuy hắn hiểu đạo lý mang ngọc có tội, tuy nói có mặt nạ che giấu lực lượng nhưng một khi bộc phát ra ngoài. Bảo vật trên người hắn sẽ xuất hiện kim văn. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, hắn dựa theo bút ký của Bạch Hạo thôi diễn hỏa diễm 15 màu. Thời gian trôi qua từng ngày. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần rất phát sầu. Cách điều chế hỏa diễm 15 lần đều là bảo vật trọng yếu của các đại gia tộc. Tuy trong bút ký của Bạch Hạo có biện pháp điều chế hỏa diễm 15 lần nhưng cách điều chế không được đầy đủ. Và lại điều chế cực khó, Bạch Tiểu Thuần hao phí 7 ngày cũng không tìm ra manh mối gì. Nếu như ví dụ độ khó khi luyện hỏa diễm 14 lần là 10, như vậy độ khó khi luyện hỏa diễm 15 màu là 100. chênh lệch trong đó gấp 10 lần. Độ khó của hỏa diễm 15 lần chính là rãnh trời, không chỉ ngăn trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nó cũng ngăn cản đa số luyện hồn sư hoàng phẩm đỉnh phong một khi thành công chính là luyện hồn sư huyền phẩm, độ khó lớn tới mức cả man hoang chỉ có vài chục luyện hồn sư huyền phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy hỏa diễm 15 màu khó luyện chế cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần giàu gì, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi tiếp tục nghiên cứu thôi diễn, thậm chí còn luyện chế một lần. Ba ngày qua đi, buổi trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang buồn giàu bứt tóc, hắn thôi diễn suốt 10 ngày nhưng thu hoạch cực nhỏ. Không bao lâu ngoài cửa có tiếng cười vui mừng của đội trưởng đội 9. Bạch Hảo mau chạy ra đây, có đại sự. Bạch Tiểu Thuần co mày đứng dậy ra khỏi gian phòng, hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 đang hưng phấn. Đội trưởng chuyện gì phạm nhân mới tới sao? Bạch Tiểu Thuần lười nhắc hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác có phạm nhân mới, cũng không phải khu đinh chúng ta, hơn nữa không phải là ta tìm ngươi. Là giám ngục trưởng muốn tìm ngươi. Đội trưởng nói xong liền cầm tay Bạch Tiểu Thuần kéo đi giám ngục trường, bạch tiểu thuần sững sờ trong đầu nhớ lại tình cảnh tại sông bảo vệ thành ngày đó, lúc đó hắn nhìn thấy Lý Húc nội tâm cả kinh thầm nghĩ chẳng lẽ cự quỷ vương mặc kệ mình rồi. Thái gia hoặc bạch gia tìm tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn đội trưởng đội chín hưng phấn như vậy, lại cảm thấy không giống như mình suy nghĩ. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì Bạch Tiểu Thuần dừng một chút và hỏi. Việc vui, việc vui lớn lắm đội trưởng cười khặc khặc nhìn thấy bạch tiểu thuần sốt ruột vì vậy không tiếp tục thừa nước đục thả câu hắn vừa kéo bạch tiểu thuần vừa nói bạch tiểu thuần nghe xong cũng biết nguyên nhân dựa theo đội trưởng nói trong ma lao khu giáp có phạm nhân mới phạm nhân rất trọng yếu dường như phía trên chỉ định phải cậy mồm hắn cho nên giám ngục trưởng rất trọng thị nhưng người này mạnh miệng thậm chí hắc tiên bốn khu đã ra tay cũng không hỏi ra chút nào hết lần này tới lần khác người này thân phận đặc thù một khi cưỡng ép siêu hồn bởi vì là tu sĩ nguyên anh cho nên không có hiệu quả không nói hơn nữa còn hồn phi phách tán ngay lập tức cho nên không thể làm gì mà giám mục trưởng thừa nhận áp lực cực lớn thậm chí nổi giận mấy lần nhưng vô bổ bốn đại hắc tiên của ma lao dốc toàn bộ vốn liếng cũng không làm được gì mọi người không có cách nào đội trưởng khu đinh tôn bằng nhắc tới bạch tiểu thuần nói trong khu đinh có gia hỏa bạch hạo thẩm vấn có nghề hắn đã cậy miệng toàn bộ tội phạm khu đinh mặc kệ lúc trước xương cứng cỡ nào một khi bạch hạo ra mặt đều mở miệng chuyện quan trọng cỡ nào không tới phiên bạch tiểu thuần biết nhưng lý húc không có biện pháp nghe tôn bằng nói mới nhớ thân phận của bạch tiểu thuần hắn chần chờ nhưng bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn vì vậy ý định còn nước còn tát cho nên mới có việc triệu kiến bạch hạo Bạch lão đệ, đây chính là cơ hội đấy, một khi ngươi cậy miệng tên kia. Từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Đội trưởng phấn khởi lên tiếng, hắn có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần, hắn xem ra trên đời không có người nào có thể thừa nhận Bạch Tiểu Thuần tra tấn. Thành đệ nhất hắc tiên. Mặc dù không có chức vụ nhưng dựa theo quy củ Ma Lao chúng ta, người có thể tùy ý đi lại bốn Ma Lao, địa vị cao gần giám ngục trưởng, ngang hàng với đội trưởng bốn đại khu cơ hội này phải nắm chặt thăng chức rất nhanh một bước lên mây không nói trọng phạm nhiều năm của ba đại khu sẽ mang lại tài phú lớn cho ngươi đến lúc đó đừng quên ta chỉ dẫn cho ngươi đội trưởng càng nói càng hưng phấn kéo bạch tiểu thuần đi thẳng tới khu giáp bạch tiểu thuần than thở chỉ cần không phải bạch gia hoặc thái gia tìm đến hắn cũng không sợ cái gì nhất là việc thẩm vấn không phải khó khăn với hắn chút chuyện nhỏ đội trưởng yên tâm không có bí mật mà ta không hỏi ra Bạch Tiểu Thuần hất cảm lên, đắc chí nói ra, hắn nhanh chóng đi tới khu giáp. Hoàn cảnh khu giáp tương tự khu đinh nhưng nhìn kỹ lại lớn hơn gấp mấy lần, và lại còn âm trầm hơn khu đinh không ít. Bốn phía tràn ngập khí tức âm lãnh, phòng của lính canh ngục còn có hồn chấn động truyền ra, hiển nhiên đang tu hành. Lúc này trên quảng trường khu giáo có đầu lâu cực lớn, bên trong giam giữ một trung niên, Bạch Tiểu Thuần nhìn người này liền quen mắt nam tử quần áo tà tơi, trong mắt mang theo xem thường lúc này đang đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, cầm lấy cổ giống như đang nói cái gì đó. Bên ngoài đầu lâu có không ít người đứng chờ, Bạch Tiểu Thuần nhận ra tôn bằng khu đinh, chung quanh tôn bằng còn có ba lão giả, sắc mặt cả ba âm trầm, mấy người kia chính là đội trưởng bốn nhà giam. Bên cạnh bọn họ còn có bốn tu sĩ, bốn người này tuổi tác khác nhau, có già có trẻ, trên thân mỗi người đều phát ra khí tức âm lãnh. Bọn họ đứng tại đây lại có cảm giác như độc xà đang nắm trong bụi cỏ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra một người trong bốn người, đó là Hắc Tiên Khu Đinh, thông qua người này, hắn không khó đoán ra ba người khác chính là Hắc Tiên. Trừ những người này ra, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy Giám ngục trưởng Lý Húc đang bóp cổ tên phạm nhân. Lúc Lý Húc phát giác Bạch Tiểu Thuần đã đến, lập tức buông tên phạm nhân ra, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia như sói, mang theo hung tàn và sắc bén ánh mắt kia làm đôi mắt bạch tiểu thuần co rút lý húc rất mạnh mặc dù không phải thiên nhân nhưng có tu vi nguyên anh đại viên mãn. Phối hợp với thân phận giám ngục trưởng Ma Lao và quanh năm ở nơi này tự nhiên hình thành âm trầm và lạnh lẽo ánh mắt của hắn như hóa thành lực lượng trực tiếp. Bạch Hảo, cậy miệng của ngươi này thì ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Nếu không cậy được liền cút ra khỏi Ma Lao cho ta, ngươi gây phiền toái bên ngoài thì tự đi xử lý thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau